Cristiano Ronaldo là một hiện tượng trên sân cỏ, và để có sự nghiệp thành công, anh quan tâm đến mọi thứ. Tiền đạo 35 tuổi này đặc biệt chú trọng đến vấn đề dinh dưỡng và giấc ngủ. Trên thực tế, siêu sao người Bồ Đào Nha ăn 6 bữa trong ngày và thậm chí có thể ngủ từ 5 đến 6 giấc. Điều khó tin đối với một người bình thường, nhưng lại có thật. Điều này đã được chuyên gia nghỉ ngơi Nick Littlehales tiết lộ khi ông đã làm việc với Ronaldo trong suốt sự nghiệp của mình. Theo đó, CR7 bắt đầu chế độ ăn uống hàng ngày với bữa sáng gồm jam bông, phô mát và một phần sữa chua. Sau đó, anh chuyển sang món bánh mì nướng bơ như một bữa ăn nhẹ, cùng hai bữa trưa và hai bữa tối với hàm lượng chất béo thấp và protein cao. Bữa ăn trưa gồm thịt gà và salad, cá, thường là cá ngừ, trứng và ô liu. Vào buổi tối, Ronaldo một lần nữa ăn với cá, bao gồm cả cá kiếm và cá tuyết om hoặc thịt. Nếu chế độ dinh dưỡng là chưa đủ, thì Ronaldo cũng đặc biệt chú trọng đến giấc ngủ của mình, một trong những cách để anh giữ dáng. Theo Littlehales, một ngày của Ronaldo có tới 5 giấc ngủ, đôi khi là 6, trong khoảng 90 phút, tương đương với thời gian một trận bóng đá. Nó không phải là một giấc ngủ ngắn, Littlehales nói với Football Whisper. Nó không dành cho những người lớn tuổi hay xem TV, đó là cách để ngủ ít hơn và cải thiện khả năng hồi phục. Thank you.